vị thính giả, tương truyền 70 năm trước đây, Như Lai thần trưởng Long Kiến Phi lừng lẫy giang hồ, đánh khắp thiên hạ, vua địch tổ, nhưng lại có một người không phục và đã đòi quyết chiến sống chết với Long Kiến Phi. Người này là ai? Người này chính là Thiên Tăng Cước. Cho nên chánh đạo Võ Lâm Long Kiến Phi và chí tôn của tà ma Thiên Tăng Cước đã tới một đỉnh cao không có bóng người và đã mở một màn trận chiến thế kỷ thật là khủng khiếp. Nhưng mà vì cả hai đều là cao thủ tuyệt đỉnh, cho nên đôi bên cũng không có dễ dàng ra tay. Tại sao? Tại vì cao thủ hay như vậy mà để tránh việc lộ ra sơ hở. Và vì vậy đứng ở trên đỉnh cao đứng suốt 7 ngày 7 đêm không có động đậy một chút nào hết. Tại sao lại không có động đậy một chút nào hết? Ngay cả việc đi cầu cũng không có ai thèm đi nữa kìa. Cho tới một ngày, đột nhiên có một người xuất hiện. Người này là ai? À, thì ra là người bán trà. Con ruồi. Con ruồi mất dịch. Còn đi hả? Không đi tao sẽ đánh chết đi. Mẹ! Cuối cùng hắn ra tay. Thiên Tạng Cước! Cái chân thối quá. Chưa bao giờ thấy cái chân lớn như vậy hả? Ông nội người tài ngán người hả? Sao nhà ngươi ăn nói thô tục như vậy hả? Nè, để ta đãi nhà ngươi ăn một phần cơm thiên tàng nha. Ngứa quá. Thật nham hiểm. Khoan đã, đánh cực khổ như vậy, hay ngồi xuống uống ly trà ăn cái bánh bao đã. Hả? Có thiệt không đó? Hey, có thiệt hay không vậy? Long Kiến Phi và Thiên Tân Cước quyết đấu là chuyện lớn. Tại sao đánh nhau lại ngưng nửa chừng như vậy chứ? Kỳ quá. Sao lại ngưng giữa chừng vậy còn đòi uống nước ăn bánh bao nữa, kỳ cục quá. Đúng rồi, đang ở rừng quan, làm gì mà có trà chứ. Đúng rồi. Kỳ cục quá chừng rồi. Ê, sai. Không phải là trà bao, mà là nước trà và bánh bao. Vừa rồi ta nói không phải là hai vị anh hùng kia đang đánh một hồi rồi đòi uống trà và ăn bánh bao, mà đó chính là tại hạ muốn uống một ly trà và ăn cái bánh bao rồi mới kể tiếp thôi đó mà. Ra là vậy. Nè, bác hai, bác đừng có buồn nữa. Chính bác cũng biết mà, kể chuyện nãy giờ cũng khát nước, giờ đói bụng lắm rồi. Tạm nghỉ ngơi chút đi, chúng ta nghỉ ngơi đi nha. Vậy đi hả? Nè anh bạn à, ăn no rồi uống nước kể chuyện đi chứ. Sao ngồi đợi đợi á, kể. Các vị đừng có nóng nảy mà, hãy nghe đây. Nè, nhắc tới thiếu niên Long Kiếm Phi và thiếu niên Thiên Tàng Cước thì họ đang ở trong một trận quyết chiến sanh tử lòng trời lở đất đó. Vậy làm sao? Nguy, quên cái chuyện này. Chuyện gì vậy? Không, hồi sáng là bà vú của tôi đưa tờ ngân phiếu biểu tới điền Trang Phú Quý đổi tiền ra, lo cái chuyện mấy người nghe hồi quên mất tiêu rồi. Được rồi, để lần sau kể tiếp nha. Vậy ha. Người đang kể chuyện một hồi thì bỏ đi, thì là cục hứng đó. Chú Hoài à, tôi cũng đâu có muốn chứ. Nếu mà tôi không đi, điền Trang đóng cửa, điền Trang đóng cửa không lấy được tiền, không lấy được tiền thì không có tiền xài. Nói tới nói lui là người bắt người ta phải trả tiền mới chịu kể ha. Ngươi thì là thông minh quá đi, thì là không thiện danh là một thiếu hiệp ha. Người ta nói có tiền mua tiền thì cũng được mà. Nói chi là kể chuyện á. Quý vị làm ơn cho xin chút tiền đi rồi tiếp tục nghe mà. Nè. Thật ra muốn biết kết quả của cuộc đại chiến ra sao, không nhất thiết phải đưa tiền đâu. Quay, ngươi lại đây. Dám tới đây giành ăn với tiểu tử thông minh lanh lợi này hả? Lão phu ra giang hồ đứng không có đổi họ, ngồi không có đổi tên. Ta là Tư Không Kiến Quán. Tư Không Kiến Quán hả? Ta không đánh đổi chơi chửi với ngươi đâu. Ngươi dám muối rìu qua mắt thợ hả? Các ngươi đây có ai quen nhắn không? Nói đi, có ai quen không hả? Lão gia ta là Võ Lâm Thái Sư Công mà ngươi không biết nữa, thiệt là hiểu biết nông cạn. Thì ra vị này là Võ Lâm Thái Sư Công tiếng tâm lừng lẫy đó hả? Thất kính. Sao khách sao? Nè, ngươi quen không vậy? Ngươi thiệt không biết hay là giả đò đi? Hắn chính là Võ Lâm Thái Sư Công đó, một nét định giam trung, ngươi chưa nghe danh sao?
nghe chứ. Ta thấy người thông minh như vậy, để ta hỏi người, năm xưa Long Chiến Phi và Thiên Tàng Cướp rốt cuộc đánh nhau ra sao? Nè, tương truyền năm xưa Long Chiến Phi đã thi triển chiêu thứ 9 của Như Lai Thần Trưởng, vạn Phật triều tôn Thiên Tân Cước lập tức bị thất khẩu xuất huyết, hấp hối và sắp chết. Chỉ vậy thôi. Chính vì vậy đã dập được sóng gió bão tố của Võ Lâm bấy giờ. Nè, ngươi thì là không có kỹ thuật kể chuyện gì hết, kể như vậy làm sao mà ra câu chuyện được chứ? Ngươi nói gì? Ê, lão gia ta viết lịch sử Võ Lâm đó, còn ngươi thì kể chuyện bậy bạ lừa gạt người ta. Nói cái gì đó nhóc con, cắt lưỡi người xuống bây giờ. Võ Lâm là gì chứ? Thiệt là khách sáo. Là cái biệt danh như vậy chắc là hiểu biết nhiều về lịch sử Võ Lâm chứ hả? Thiệt là khách sáo. Có ai dám đánh cá 10 lượng với ta không? Quả như là khách sáo. Người muốn đánh cá gì? Một câu hỏi đơn giản thôi, hỏi người về vấn đề của Long Kiếm Phi, trả lời được thì ta thua, trả lời không được thì ngươi thua ta 10 lượng, dám không? Nè, cho cái trò này tôi là không có được công bằng lắm. Ngươi hỏi đi. Nghe cho rõ nha. Đại hiệp Long Kiếm Phi vì thế nào mà bị chết? Ra sao hả? Ê, năm xưa đại hiệp Long Kiếm Phi sau khi mà đánh gục được Thiên Tân Cước lập tức rút lui khỏi giang hồ, dĩ nhiên là không có biết hắn ở đâu, càng không có ai biết hắn bị chết kiểu nào. Không biết bị đặc biệt chuyện hả? Đưa 10 lượng đi. Bây giờ ngươi đã không biết mà. Ta không tin ngươi có thể nói ra đại hiệp Long Kiếm Phi chết kiểu nào. Ta dám hỏi ngươi, dĩ nhiên là ta biết câu trả lời mà. Không phục hả? Cá thêm 10 lượng đi. Chơi đi. Được. Nếu ngươi trả lời được Long Kiếm Phi chết kiểu nào, 10 lượng này cũng thuộc về ngươi. Vậy là ngươi thua chắc rồi. Làm ơn không có dùng đó cũng dùng cái màn tang nghe cho kỹ đi. Đã nói chết chứ gì phải nằm xuống để mà chết rồi. Không lẽ giống như người bị ta chọc tức quá rồi bị chết đứng hay sao đây? Thiệt là ngu ngốc, tưởng nhà cầu giống như nhà ăn cơm hả? Cảm ơn 10 lượng của ngươi nha. Ê, thì ra là vậy. Cảm ơn nha. Ngươi.